Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải Ăn Đêm. Thì bữa nay lâu rồi mình không có làm video ăn đêm. Thì bữa nay mình lâu rồi cũng không làm video ăn đêm. Thì bữa nay mình sẽ làm video ăn đêm. Và video ăn đêm thì có là video ăn đêm. Mày bị điên à? Hello mấy cưng, chị sẽ nói về vấn đề sắc đẹp trong xã hội hiện nay. Chị đây là đẹp nhất rồi. Thì vô thẳng vấn đề của đường phố là bữa nay mình có mua rau với lại mì xào kia bạn. Để mình làm nước sốt hải sản. Ý lộn, mình sẽ làm mì xào hải sản. Thì bữa nay không có hải sản, mình chỉ có rau thôi, mì xào chay nha. Ok. Nó dễ nó cái khui bọc tùng ra với lại hải sản. Gì? Thì bữa chào bạn. Bây giờ mình ăn gà, ăn cá, rồi kia cũng ngán rồi. Bữa nay sẽ làm mì xào hải sản nha các bạn. Nè, anh phân công cho. Dạ. Một người luộc rau, một người luộc mì. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chán. Kẹo đi. Bữa nay thì nghĩa nó đi nha. Trốn. Bốn tay cái. Trốn. Bốn tay nữa kìa. Cái này cắt cái hả? Trốn. Cái này thì em cắt cho em. Anh có cắt của này nè, cắt cho làm hai bên đi. Nói đi. Em lấy nội đội em luộc rau cho. Em xém ok. Thì kệ mẹ mày. Sơn thôi. Còn không thì cái rau này em có luộc được nó lát nó xào luôn. Dạ. Em cắt ngang để cho đây cho đi. Còn này em phải luộc nha. Dạ. Không cả phải luộc. Rồi đơn giản thôi. Lấy nước vậy? Không nước. Giỏi gì ta? Siêu nó cháy luôn chừng mày luôn. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Ủa mày còn sống hả? Ấy cừ lên hả? Đang chạy xe mệt quá mệt rồi nằm ngủ một chút cũng mấy bà lại phá đám. Khoan 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 đứng đây để tao giả mặt mày nhé. Nói chuyện lớn lên mấy bạn mới nghe được. Đang chạy xe buồn ngủ cái đầu hắn lại gặp cái bao chùm bài ngủ cái tao ngủ rồi bạn cũng lại khóc. Tao ngủ cái lại khóc miếng máu hết trơn lợi dùng công an kêu công an cũng mấy chờ mấy âm thanh nè nó mua đậu hẳn á bạn kế nó cho anh em ăn thì được mày đâu có được mày chưa có cái nữa mình lấy cái đầu mà bán bún ăn rồi dớt thôi dớt ra nè cái lỗ mũi tôi béo nữa bạn nuôi chó đây dùng đồ mình chó mình không sống chó mấy mình sống chó vậy cái này của anh hả ừ tính nãy lấy và giấy nhậu rồi mà đây là sô cô la các bạn, con này là sô cô la, con này là sabuche. Sabuche. Còn nữa còn nữa. Sao da quấn cái là cứt ẻ, con này khỏi sabuche không ạ? Còn nữa rồi. Còn dĩ thuốc cho bà tử đó. Rồi thuốc nhất. Thuốc nhất. Anh chạy xuống găng nó được nha. Đây là sabuya. Lấy cái sabuco đựng mì. Đây là Kim Minh Sang. Thôi á, đây nè, tôi sống bằng cái lương tâm. Ok luôn. Ok. Mày là chỉ cho anh mà giờ là con chim. Em á là đại diện những vật không phản diện. Đây cả ái anh ngắt lòng người. Ui cha. Ui cha. Mày buồn. Thì kệ mẹ mày. Béo này mày. Dừa, dừa, thử là dừa. Thử là dừa. Thử sao dùng tay văng vô mặt. Muốn sôi đó. Nè cho các bạn nêm cái đây, cho các bạn nêm không? Nước không rồi, nêm đi ra nước lại. Né ra đây. Né ra nó lại gần. Trừ. Rồi không, rồi không. Mới đặt tên đi ra mới gì nè. Đại gia, đại gia. Đại gia, đại gia. Đó, cái này nó dữ lắm. Rồi, đừng giả. Đây mịn lắm. Nè các bạn ơi, các bạn phải lưu ý các bạn mà khi mà tháo cái này ra bạn nhớ chỗ chữ O nè, nó dính mấy cái mạ vàng ở đây bạn. Bạn thơ tháo thì ăn nguy hiểm lắm á. Nè, thấy không? Ăn 50 đô luôn hả? Nè, nó vàng, nó dính vô đây nè, dính vô chỗ chữ O bạn. Nè, thấy chưa? Chị kỹ nha. 50 đô, 50 euro. Nè, tháo chỗ chữ O cho em. Dạ. Không cặp. Ăn cái mọt luôn, không chị ai chứ. Anh em con biết sao mà mấy bạn biết sao mà cửa này không mấy bạn đợi coi tập sau đi mấy bạn biết tôi sẽ giải thích vụ này với mình cho mấy bạn nghe tại sao tôi gặp mình tôi phải giải luôn
Để em lột cho anh Cảnh hỏi ha. Chuyện sao đúng không biết xem? Dạ. Giỏi quá ta. Lột không? Lột cải không? Chị nhà má mình nhờ được gì mà. Nhà má mình nhờ được gì? Cạo dính răng không biết xem không? Không. Em cũng nấu ăn hoài gì. Sao lột? Cạo ngon quá. Ngon. Ngon. Thôi mình ăn đi. Cắt có mì thôi. Mai mốt á mấy bạn ơi, mấy bạn lấy tôi về nha. Thiệt luôn nha, mấy bạn sướng lắm nha. Tôi làm đồ ăn cho. Nấu cơm cho. Mà sao bây giờ không ai về chứ, ai chịu về như vậy? Hả? Đấy, biết sao không? Cái miệng nói không chứ đâu có làm được, không lấy gì vậy? Không được, nói được làm được. Nói được làm được, sao mặc áo không mặc quần? Mặc quần nè. Có cái bông luôn nè. Ê, linh hồn mới đi ngang luôn. Linh hồn mới đi ngang. Nó nghĩ em là nhân vật phản diện. Mà ai về là em là đâu phản diện đâu. Nói chuyện nó sai sai chứ mày nói. Wow, cái camera gì nè. Rồi, chứ có từ trong á. Khi mà các bạn làm rau á thì các bạn luộc sẽ xào cái nó tự chín thôi. Đúng rồi, xào nó giòn. Nước luôn. Giòn. Luộc trước không ngon nha các bạn. Công chúa đây. Trời ơi bà. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Ai mượn mày? Đồ mày chín kẻ lắm. Ê, hả? Sao đi quánh nó gì vậy? Chín chiên hả? Tôi béo không? Ở quên nữa, đừng lại gần nữa. Sợ tôi béo không? Ê, đi quánh nó chi vậy? Em làm với ai? Chà, em làm với cây. Chà. Giá vậy anh? Giá vậy anh? Đủ rồi. Đủ rồi. Giật. Tao giật một cái là hết ăn luôn. Lấy ngoài coi, lấy ngoài luôn đó. Chó chết. Nó giật kìa, nó kêu giật kìa. Tao đang cầm cái gỗ rồi mà nó chọt cái kêu giật. Rồi đi ra ngoài nữa. Nhảy. Kêu nhảy là phải nhảy. Không đúng tâm gì mà vậy. Nhảy là hết ăn. Nhảy. Đụng mẹ nó rồi. Vậy. Anh làm cho. Sáng giờ mình làm mệt chết luôn. Thì kệ mẹ mày. Nên làm không? Nói con câu 4-5 con mắt nhìn. Biết gì, cái này biết sống sao mà cho vừa lòng mấy người. Dạ. Đang nặng tay cái nó ngã cái cằm. Khóc nhiều. Ủa, tôi là cái nãy thật lời luôn á. Nó còn muốn mặt cằm. Trời ơi là trời, chết là hổng mà. Giấu mà, bị bắt hẹn gì hay. Mày bên à? Ôi là trời dữ gì? Hết luôn đi, đổ vô. Tám gói á. Trời ơi. Ây da. Không đó. Rồi. À, nó chưa lộn. Không, có đánh dấu sẵn rồi, chừng nữa người ta lấy lộn. Sao không, có tại sao không? Rồi đúng là trời, thấy hậu à. Thấy hậu. Thấy hậu đãi không? Chưa, ở đây nè.
mình ở đó. Đang ngồi đi. Chỗ nào? Trời, chúng ta mới đấu xong cái đại góc đường lên. Không dám đâu, em cần phải học bài. Không dám đâu, em cần phải làm bài. Làm gì bữa nay tránh xa mình cái gì tao bác? Bị bệnh á. Bệnh gì? Nói luôn ra bệnh gì? Ông đi ra cũng khác, ông tránh xa tôi ra 2 mét. Bệnh gì? Tôi kêu tránh xa 2 mét. Bệnh gì? Cãi tôi. Rồi mày em lặng không? Ở mẹ mày. Đúng không? Cả cãi thương rồi. Xong rồi. Rồi mở cái nhà nha. Rồi chết anh luôn. Cái chỗ này nè. Nói nè, nói cho nè. Ok. Đã chết. Ăn gì ăn chưa? Anh ăn chưa? Ăn đi. Ớt nè. Dạ. Ôi mời mọi người nha. Thơm quá. Ngon quá à. Nó bụng. Đây mình đi mua đồ. Xin mời các bạn. Đi ra ngoài lặn học cho anh. Lặn học có ba lặn thì cái đậu nè. Trắng cho vui vậy đó. Bạn nha. Nha các bạn nè. Bí thợ quen trong nhà. Thợ ăn là bì xào nè. Bí thợ, thợ em cho anh mấy năm nhiêu? Mấy năm rồi. Mấy năm hậu quá lắm thì sao? Mấy năm rồi. Mấy năm. Năm sẽ làm cái thương rồi. Em 7, 4 năm nhiêu? Mới làm. Không biết lấy ra được một lần. Chuyện khác mà xa. Anh ăn công vụ cái gì? Ờ, nó đâu cho ra cũng chính đâu. Rồi. Ai mày? Ăn cái bạn. Để em đó. Cái mày cắt tâm mày không chứ hải sản này kia là qua chén chó đó. Cái bà chạy chưa có hải sản không có miếng nào luôn á. Mọi người nha. Được miếng. Săn si có câu mông ghê. Đó các bạn. Ở bốn mày khách lớn luôn rồi. Còn mọi người nha. Có rồi. Gấp lên có và để hơi ăn cũng có vậy. Có nghĩa cái yên bình đi. Không nhận đâu. Gai. Hết cái nó thật bồi trái rồi. Quay lại. Nhìn cho nhảy chưa? Kêu lên cháo gì ăn? Các bạn cháu lên cháu giờ mình nên của mình. Băng đúng rồi nè. Băng hỏi ruột cao trước. Đúng rồi. Cao xào. Từ giờ mới ăn cơm. Mất mất từ. Rồi bị sao mà tuột. Nếu mà đúng ra là phải có cà gót bào các bạn. Có màu khác này không? Cà gót này màu kia. Bào miếng không phẩm. Có em bào rồi, em ăn bào sợ. Rồi về đi. Mỗi cắt. Ủa về, chứ về luôn con. Ông quán nhà, vậy thôi. Ngon. 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 Dạ. Nhấn một cáo cùng loại thơ. Dự báo. Dự báo. Chẳng cho anh có đi. Rồi, này chỉnh rồi. Đúng rồi. Đây, tôi đậu cho. Rồi, cháu. Nói cháu mày lớn thấy lộn không nãy. Nó thiếu tay à. Thiếu tay, đúng rồi. Để tôi cái. Ông ơi, còn tôi kia không ta? Đó mà. Ừ, đúng rồi. Đó. Đó, đúng rồi.
Cũng làm cơm chiên chiên trâu đó thôi. Quá bình thường. Được lắm rồi. Mình đổi lại thành cơm chiên chiên cảnh. Ừ, bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là lương liệt luôn. Để ăn hết nổi à. Quán này mấy rồi. Còn mấy là cơm chiên vừa khởi. Ăn vừa xong khởi. Thôi, ngưng tới đây đi. Ngưng tới đây. Ngưng tới đây đi. Nó khởi quạt ra đường một vàng rồi. Mày à, con bật cái đó, con bật con vàng. Cái gì tớ béo? Béo thì mà. Anh hả? Anh no luôn. Anh no luôn. Mở lên coi. Trời ơi, phải này đổ cho quay tiếp quay thôi chứ. Cái chảo này cả chục gói mì á. Dạ rồi. Chục gói á. Chục gói á. Hồi nãy tính gói. Em tính dụng 6 gói à. Này phải đỡ tay. Đỡ tay. Bạn này thử nghĩa nó ra. Bạn nói sao làm mà được ăn chút chút. Thà mình ăn chút mà được ăn hoài được hoài. Mà mình nấu nhiều á dư bỏ bạn. Khi chín ngựa thì mười nấu nhiều thì bỏ thì không đành với bạn nó rồi quỷ của nấu ít bạn nói thật tiện tại vì làm đủ ăn thì mình được ăn hoài được hoài bạn nấn bình tuột á nấn bình tuột không ai út thì mà cái bọc ớt không phải bọc gác luôn. Trời mà cái dấu đóng kìa. Nó ăn nó ngồi đó, đóng dấu luôn kìa. Còn bữa này mày giấu hoài. Nó ăn nhỉ, nó ăn nhỉ, nó tính vậy rồi đó. Gọi mực nữa. Lâu nay, những bệnh liên quan đến tổn thương não bộ thường rất khó tìm được nguyên nhân cũng như có cách chữa trị hiệu quả. Bại não là một trong những căn bệnh như thế. Có gói con về anh sang. Cái hộp thì bạn học 10 ngàn. Được á. Nói vậy. Thất nghiệp làm bị sao bán được. Bạn ngưng ngăn đi, cái này vô bọc hơi có cái gì cứ nằm mà hãy đưa ăn. Quân nhỉ. Ập miếng rồi cầm miếng. Chân nó ăn rồi rồi. Gọi nữa không được. Tắt sắp cũng vậy chứ. Cái chai ra hình trình diện rồi đó. Cũng xin cho đâu mà cho. Ê ai. Ê ba kia. Béo. Đi làm tôi béo mang cho mình chục má không phải à. Đi làm tôi béo mang cho mình chục má không phải à. Nói mà quên mà từ như là đến đây chỗ này không được quên là một chó. Quên mà từ như là đến đây chỗ này không được quên là một chó. Trời ơi. Có sao gọi là một người chó ta? Vậy không chó không người chó. Tại vì nó như dây chó thì gọi một người chó. Nó không đâu chó đâu, nhìn ra biết hai bên một người đâu được bảy khọp. Đâu được bảy khọp. Bảy khọp đó vậy. Bảy khọp. Bảy khọp. Bảy khọp. Đúng rồi. Mì này các bạn lâu lâu ăn lần thì được nha. Tôi ăn nhiều quá ngon. Hết rồi. Ai uống mà. Cay đậu cái mì này không? Mì nó đậu kìa. Mì đó. Nói giờ của nội nhặt vô ăn cũng đậu. Chắc thì chẳng chắc. Đó đâu. Hai chén dữ nữa. Bên đây nữa nè. Để chứa. Rồi. Đúng rồi. Cho mì nước này bác. Đó, à. Vô. Ừ. Anh em ở ngoài phải vô phục vụ cho Quy. Quy kêu ai là đi đó liền. Thôi giờ mình sẽ kết thúc video để cho Quy nó tập trung năng các bạn. Chứ các bạn nhìn vô áp lực nó không được. Các bạn thấy video của hay nhấn like và subscribe cho cái bụng Quy cho nút nhiều 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 vô các bạn. Má ơi. Các bạn tự nhiên các bạn nhìn cái nó đúng không? Sao? Đừng có dốc. Các bạn đi, các bạn nhìn đi. Sau camera là các bạn tôi dồn không hết chân. Ra rồi nha.